Sau lưng của bùi hồ nè, anh quay xa xa ra tí xíu. Thấy. Ok, sau lưng bùi hồ là một cái khoảng bình thường, nhưng mà qua cái iPad này nè, hả? Người ta biết bằng cái gì đó. Ok. Nó mất rồi. Dạ, tại phải ở đây rồi. Wow, xong quẹt xuống lại nên nó đầy lại. Yeah, see. Cái máy che đó, quẹt lên nè, dỡ lên nè, đẩy xuống nè, coi vậy nha. Đây, iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro. Cô bác anh chị thấy anh Vương tuyệt vời không? Chu đáo ghê luôn á. Và thưa với cô bác anh chị, có một cái câu chuyện bùi hồ muốn chia sẻ. Đây là cái nơi parking cho những người người lớn tuổi á, hoặc là ngồi trên xe giống như chị á, thì người ta sẽ được đậu ở đây. Ở dưới là mid-room mà cho người khuyết tật á. Còn họ không thấy cái bảng đó là họ phạt 250 đô. Đó, nếu như mà cái khu vực đậu này nè cô bác anh chị thấy không? À, nếu như mà không có người khuyết tật mà đậu ở ngay tại cái chỗ đậu xe này là phạt 250 đô. Và khi mình đậu thì mình sẽ trong xe mình có một cái bảng như thế này, cái bảng ngoài xanh như thế này thì mình mới được đậu nha cô bác anh chị. Bây giờ thì Bùi Hồ và vợ chồng của anh Vương với lại chị Hiệp Phố sẽ di chuyển đi một nơi khác nữa. Cái chiếc xe này là mua khoảng 1.000 hay là 2.000 anh Vương? Hả? Chiếc xe này mua nhiêu? Bảo hiểm mua 2.000 mà mình mua thì có 1.000, 800-1.000. 1.000 thôi. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại trụ sở của Apple. Và đây thì ở phía ngoài cửa kính ngoài kia thì rất là nhiều khách hàng đang mua một cái chiếc điện thoại, đó là iPhone 16. Và ngày hôm nay có mặt ngay tại trụ sở này cùng với vợ chồng anh Vương với lại chị Hiệp Phố, thì Bùi Hồ muốn chia sẻ một điều đặc biệt cho cô bác với chị á, là anh có thể quay qua bên đây. Đây là một cái mô hình của cái trụ sở của Apple. Và cô bác quý vị thấy qua cái mô hình này á, thì chúng ta chỉ thấy là những cái mạch và nó rất là bình thường đúng không? Và khi vào đây á, thì Bùi Hồ nhận được cái này nè, đây là cái iPad đó. Và trong cái iPad thì có một cái điều khá là đặc biệt, đó là mình sẽ nhận từ ở bên anh bên đây. Anh em, anh sẽ phát cho mình một cái iPad này. Và khi qua cái iPad này là một bình thường đúng không? Và tuy nhiên mình scan qua đây nè, là cô bác quý vị để ý nha. Nó nói phải chỉnh qua chậm chậm xong nó mới nổi cái hình lên. Anh quay like this. Ok. Phải chờ chút xíu. Nó đang coi như là quét á. Cô bác anh chị thấy nó bình thường không? Dạ, chưa nổi lên. Phải làm. Ok. Trời ơi. Nè cô bác chị thấy phi diệu không? Đây nè, ngoài này có đường có xe chạy nè nhé. Đây em quay sai đây. Còn này bay nè, ở ngoài là vậy đúng không? Anh quay đó. Nhưng mà khi mà Bùi Hồ đưa cái iPad là nó vậy. Cô bác cái chị thấy phi diệu không? Và người ta để xem được cái trụ sở của Apple á thì người ta phải xem qua mô hình này nè, nó thấy không? Trời. Đấy, đây. Đây nè. Và bây giờ cô bác chị thấy không? Dạ, thấy. Sau lưng của Bùi Hồ nè, anh quay xa xa ra tí xíu. Dạ, thấy. Ok, sau lưng Bùi Hồ là một cái bình thường. Nhưng mà qua cái iPad này nè, đó.
người ta biết bằng cái gì đó. Ok. Nó mất rồi, nó mất. Dạ, tại phải ở đây rồi. Đó. Những cái tòa nhà đó cô bác cô chị, ở giữa là một cái hình tròn này, thấy không? Đây, một cái hình tròn này, ta đồ họa lên nè. Yeah. Rồi qua bên đây nè, là cây, rồi rất là nhiều những cái tòa nhà nó dài 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 dài. Và khuôn viên diện tích này nó lớn lắm nha cô bác cô chị. Đó. À, mô phỏng và thấy chiếc xe chạy luôn nè, thấy không? Đây nè. Ồ. Ờ. Dạ thấy. Thấy xe chạy luôn nhanh nha. Yeah. Này là xe đang chạy thật đúng không? Dạ. Ừ. Đang quay ngoài đường bây giờ. Đang quay ngoài đường luôn á. Ờ, ở đây là cái tuyến đường này là tuyến đường sắt đúng không anh? Đấy. Trời trời nó nói quẹt lên cho coi ở trong nè. Quẹt lên. Nó quẹt lên. Quẹt lên á. À, coi ở trong cái ở cái núi ở cái cho nhà đó. Ờ à. Cái building á. Ờ à, nè thấy chiếc xe nè, thấy không? Yeah. Oh wow, xong quẹt xuống lại nó đầy lại. Yeah, see. Oh, cái máy che đó quẹt lên nè, dỡ lên nè đẩy xuống nè cô bác chị. Yeah. Oh, qua đây. Trời, qua đây nè. Cái này nó mới khủng khiếp nè cô bác chị, thấy không? Dỡ lên. À, dỡ lên là thấy cái không gian ở trong này, thấy không? Đẩy xuống, bên đây cũng vậy. À, quay qua đây. Dỡ lên. À, ở trong này nó có một giống như là mình dở ra mình phân tích cho ta thấy nè, ví dụ như cái nhà này. Yeah. À, bây giờ mình đi qua đây tí xíu ha. À, cô bác cô chị biết á, ở đây rất là nhiều người họ đến đây để họ trải nghiệm cái công nghệ của Apple nha. Qua đây làm nha. Đây bình thường có gì. Yo. À, dở lên. Wow. Wow. Trời trời. Lợi hại dữ vậy. Đó, đây là mấy cái máy che nè, dở lên nè. Đó, mình zoom lên ở trong được này nha. Ủa công nghệ ghê không? Ở đây có một cái đường hầm xuyên núi luôn nè, cô bác có chị thấy không? Hồi nãy mình ở đó đó. Wow. Khủng khiếp không? Đẩy xuống. Cái công nghệ nó đi đến cỡ đó thì cô bác chị nghĩ là biết rồi. Qua đây, cái nhà nhỏ nhỏ này. Công nghệ không thể tưởng tượng được cô. Đây, cô bác chị thấy không? Nè, mổ xẻ cái ngôi nhà này, dỡ lên. Wow. Đó, ở đây là cái nơi làm việc nè, thấy không? Còn ở ngoài nè, ở ngoài là nó không có gì. Cái hình nhỏ nhỏ đó là cái nơi anh có thể quay quanh đây nè. Cái hình nhỏ nhỏ là đó. Đây là một cái bình thường đúng không? Đây mình hồ để cái máy vô nè. Thì có xe chạy nè, thấy không? Đây cái hình này nó nhỏ nhỏ. Ở và mình hồ để cái máy vô nè. Wow, xe đang chạy luôn nè. Dỡ này lên nè. Xe đang chạy vòng quanh cái núi nè. Này là xe đang chạy thật đúng không anh? Ừ. Xe đang chạy thật đó cô bác của chị. Khủng khiếp không? Như vậy thì cho cô bác của anh chị để trải nghiệm biết là cái công nghệ của Apple đến nó khủng khiếp đến cỡ nào ha. Với một cái chiếc iPad này qua một cái mô hình phỏng thôi mà mình có thể nhìn tổng quan về cái mô hình của Apple thông qua cái hoạt hình 3D. Một lần nữa nha, lúc nãy thì Bùi Hồ qua đây tí xíu đi anh, qua đi ha. Đây, cô bác có chị thấy không? Đây nè, đi qua đây nè, thấy cái cây nữa nè. Khủng khiếp không? Đây, một cái hang là một cái mô hình, cái đường hầm chung vô một cái sườn đồi á. Thì khi mà Bùi Hồ đưa một cái máy vô nè, nó thì ra đây nó ra nhựa nè, cô bác các chị thấy không? Đó, ở đây có cái cây đây nè. Mình có thể zoom cái cây này lớn lên luôn. Đó, ở đây nữa nè. Đó. Đây, ở dưới này là như vậy. Đưa vô là như vậy nè. Và building, đó. À, dỡ lên được luôn. Đó. Rất là nhiều cái nơi làm việc, tòa nhà. Và không biết là cô bác các chị biết là đã có rất nghe Bùi Hồ được biết còn đã có người Việt, rất là nhiều người Việt làm ở trong Apple hay là
Google, Facebook đó. Và Bùi Hồ đến đây để mà chia sẻ về một cái trong những cái công nghệ mà phải nói là đối với Bùi Hồ nó cái gì nó rất là tiên tiến và hiện đại, chỉ thông qua một cái này thôi mà mình có thể mình thấy được hết nè. Đó, đó. Đây, thấy không? Khủng khiếp không? Ở bên đây là mây núi nè ha. Trời 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 trời. Yeah. Cái chỗ này ta làm. Yeah. Không biết nói gì. Bây giờ thật ra là ở đây không có cái, không có mua iPhone 16 gì hết á. Tuy nhiên là để đây chia sẻ để cảm nhận cho cô bác đó, quý anh chị biết là ngay tại trụ sở Apple ngay tại Mỹ là như thế nào. Và hiện ngoài kia thì đang đứng rất là nhiều cô bác anh chị cũng như là các bạn đang mua một cái sản phẩm mới vừa ra mắt tháng 9 là iPhone 16. Còn này đem đi trả ta anh ha. Ok. Để cho người khác người ta có thể xem nữa. Qua đây. Ok. Yeah. Okay, thank you very much. Muốn đi cái chỗ ăn không? Okay, lắm mình qua bên kia luôn ha. So just go ahead and point this at the middle of the ring. Okay, and I'll do the rest for you. Sure. Như vậy là chúng ta đã tham quan hết cái mô hình nơi trụ sở làm việc của Apple. Đi chị ha, mình qua bên đây. Phải nói là choáng thật sự luôn cô bác quý chị. Mình không ngờ là nó lại như vậy luôn á. Và trước khi vô đây á thì Bùi Hồ có chia sẻ với cô bác anh chị, hiện nay cầm máy cho Bùi Hồ đó chính là anh Vương. Qua đây trải nghiệm nha. Yeah. Cái này là MacBook. Yeah. MacBook. Và cô bác, anh có thể quay video ra cho cô bác anh chị thấy cái không gian khá là đặc biệt nha. Đây là MacBook 14 inch với giá là 1.600 hoặc là 1.300. Đó. Cái chiếc này cũng khá là gọn nha. 14 inch. MacBook Pro á. Đây là về các dòng MacBook. Gọi là khi mà đến Apple là phải đến một cái hệ sinh thái anh ha. Đúng không? Hệ sinh thái gồm có máy tính để bàn nè, máy tính sách tay nè, rồi tai nghe AirPods nè, rồi điện thoại Apple Watch nè. Đó, rồi điện thoại di động nữa. Nó là một cái chuỗi hệ sinh thái luôn. Đây, iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro. Này nhiêu anh hả? Chắc là chơi coi trong cái phòng. Ok. Đây là iPhone 16 Pro. 1.200 hoặc là 49 đồng một tháng. À, để bảo dưỡng ha. Dạ. 49 đồng 1.200. 1.000 là 25 triệu, 25 triệu cái kia khoảng 5 triệu nữa, khoảng 30 triệu. Dạ, yeah. Qua đây tí xíu. Thấy người ta săn đón dữ không? Cô bác anh chị muốn mua cái nào? Yeah. Đây là iPhone 14. iPhone 14 này ở đây còn bao nhiêu một cái anh? 600 đô. 6 nhân cho 2 6 nhân 3. 13 triệu. iPhone 14 thì bao nhiêu guess? Bao nhiêu guess? Cái này phải compare model. It doesn't say how many megabytes have gigabytes. Nói chung là Bùi Hồ cũng không có nhu cầu nên thành thử là thôi cô bác quý chị muốn mua thì cô bác quý chị cứ lên tìm hiểu thông tin thêm. Còn bây giờ mình tham quan cho biết thôi. That's easy.
Qua đây ha chị ha. Qua đây anh ha. Còn đây là Apple Watch. Apple Watch. Này, Apple Watch đây. Cái hệ sinh thái như Bùi Hồ cũng đã nói đó. Ở rất là nhiều mẫu mã khác nhau. Thì ở đây không, ở đây người ta sẽ không có để giá anh ha. Không có để cái giá chị. Chắc phải hỏi người ta. Ờ. Đây, ví dụ em gái này cái này. Cái này là 220. Ok, thank you. Cái này là 299. Cái này chứ GPS với điện thoại. USB với điện thoại thôi. Cái nhỏ, cái SE second generation. Dạ. Yeah. Mấy cái mới thì mắc hơn. À, này 399 GPS. Dạ, yeah, cái này là 799. Nói chung là nó có nhiều mẫu mã, quay cho cô bác của chị biết thôi. Chứ Bùi Hồ cũng không có nhu cầu để mà sử dụng cái này. Có mấy cái. Cái này là mắc nè, cái này là 799 nè. No, yeah, cái đúng rồi, cái này. No, cái này 799 nè. Có cái cục bự ở đây. À, có cục. Cái này là 400. À. 700 là nó mắc bằng cái điện thoại luôn hả? Yeah. Thôi thì tại vì Bùi Hồ thì mỗi người một sở thích khác nhau. Tuy nhiên đối với Bùi Hồ á, những cái này nè, tối là phải sạc pin nữa. Yeah. Rồi ngày nào cũng phải sạc pin nữa, nên thành thử là đeo này phải rất là cẩn thận mới được. Mà Bùi Hồ lại thường đi mưa gió mà cũng không có mua để làm gì. Dạ, không có nhu cầu review cho cô bác của anh chị biết. Còn đây là gì biết không? Thấy giống như cái nốt nhạc không? Yeah, đúng rồi. Đồ gaming Panasonic Lacido. Yeah, thì người ta sẽ dùng những cái tai nghe, người ta sẽ đính lên đây. Nhưng mà mình vẫn thấy nó có một cái gì nó rất là chiêu, rất là nghệ thuật hơn ha. Đó. Hay ghê ha. Dùng ở nhà chứ có xài. Dạ. Cái này AirPod. Nhưng mà ai có nhu cầu thì xài chứ Bùi Hồ cũng không có nhu cầu. À, cái này như này có 129 đô à. 129 đô thôi. Còn này AirPods Pro. AirPods Pro này là 249 đô. Coi cũng 5-6 triệu rồi. 5-6 triệu có bán chị. Ở bên đây thì người ta sẽ bán tất cả các loại cái ốp lưng thôi. Yeah. Mình đi vòng vòng luôn anh ha. Còn đây là hệ thống sinh thái máy tính bảng. iPad. Đó, iPad. Thì ở trong này trông giống như cái showroom này á. À, thì người ta sẽ trình bày gồm có nè, điện thoại, máy tính bảng, MacBook, iPad, AirPods, nói chung là hệ thống sinh thái ở đây cái gì cũng có chứ. Thì người ta sẽ bán nước uống rồi bánh ngọt. Tất cả các loại ngay tại Apple nha. Apple mà cứ gọi lộn lâu lâu rồi lâu Google à. Mình sẽ order trên cái xin cái iPad. Và đây người ta bán tất cả các loại cà phê rồi. Chị nói là bánh thì nhìn ngon kìa. Chocolate. Ở đây là 6 đô. 6 đô một cái bánh như thế này. Không, em không mua. Thì đâu quan cho cô bán cho chị biết. Cái không gian này cũng khá là thoáng. Họ làm kinh doanh rất là giỏi. Cô bán gì ha. Chiến dịch truyền thông marketing, và khi đến mà tham quan một cái trụ sở, một cái điều gì đó nó khá là đặc biệt. Và ngoài kia cô bác có gì thấy những cái cây không? Đó. Những cái cây người ta trồng á, cũng không gian nó rất là thoáng luôn. Và bây giờ mình đi vòng vòng ra ha. Ra đây ha chị ha. Ok. Để cho chị ra. Ok. Em mời chị. Và như ngày hôm nay đây là cái trụ này nè cô bác chị. Em cũng đang quay cái trụ này nè. À, cái trụ này hay lắm. Có trụ muốn quẹt cái tay. Là quẹt cái tay vô đây nè, là cái cửa mở ra kìa. Đó. Đây anh đứng lên kia cho cô bác chị sẽ thấy. Đây, cái trụ này là cái trụ cảm biến. Đây. Mình sẽ quẹt cái tay vô. Mình sẽ đóng lại đi. Nó
nó tự auto ha. Đó, nó tự đóng lại. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ quẹt cái tay vô. Nó tự mở ra. Nói chung là ngày hôm nay là một trong những cái ngày mà khá là đặc biệt khi Bùi Hồ cùng với vợ chồng của anh Vương là chị Hiệp Phố có mặt ngay tại thung lũng Silicon, một trong những cái nơi mà gọi là nói về công nghệ thì ở ngay tiểu bang California này là số 1 rồi. Những gì Bùi Hồ biết thì Bùi Hồ chia sẻ cho cô bác của anh chị, cũng mong video này sẽ mang đến cho cô bác chị nhiều điều hấp dẫn. Và chị ơi, em chia sẻ tí xíu chị, cái lần thứ mấy chị đi đến đây? Lần thứ nhất á. Dạ, cái cảm xúc của chị như thế nào? Rất là vui, tại vì mình nội địa mình không đi, nhờ có những người như em như chị mới có cơ hội được đi thôi. Không phải là có cơ hội. Mấy cái đó chị cũng không biết nó công nghệ đến như vậy luôn. Không biết luôn. Thật ra là đây là một trong những cái công nghệ khá là chị nói khiêm tốn thôi. Chị muốn đi đâu á thì anh cũng sẽ chở chị đi đó, nhưng mà đối với chị thì những cái này nó bình thường quá. Mà đối với Bùi Hồ là một người ở Việt Nam qua thì nó cũng khá là mới lạ, mà muốn chia sẻ cho cô bác một cái hành trình tuy nó không quá dài, tuy nhiên đây là một trong những cái kỷ niệm mà Bùi Hồ cùng với lại vợ chồng anh Vương và chị Hiệp Phố có mặt ngay tại San Jose, cũng như là đi thăm những cái nơi mà rất là nổi tiếng của tiểu bang California. Thì ngày hôm nay Bùi Hồ cùng với lại anh và chị sẽ đến một cái nhà hàng Thái Lan thưởng thức ẩm thực ở đây, và cũng như là tạm chia tay trên đất Mỹ. Chị ơi, cái cảm xúc bây giờ của chị thì như thế nào? Ăn thì là vui rồi đó, có đồ ăn là vui, nhưng mà buồn phải chia tay. Đi em đi gọi Việt Nam ta gọi là gì nè, đi thuận buồm xuôi gió là đi bằng tàu đúng không? Còn đi bằng đi bằng cái bay gọi là gì ta? Không biết luôn. Nói chung là an toàn. Thượng lộ bình an. Dạ, thượng lộ bình an. Nói chung là một cái duyên lành như lắm thì mới có thể gặp nhau và đi chung cùng nhau. Tại vì cách nhau cô bác quý chị biết là đến nửa vòng trái đất đó. Nửa vòng trái đất. Bùi Hồ về Việt Nam thì cũng sẽ tiếp tục với công việc của mình. Và trong thời gian mà những ngày mà Bùi Hồ du lịch tự túc trên đất Mỹ là những cái chuỗi ngày phải nói là rất là nhiều anh chị nè, cô chú nè, tất cả các những người thân quen đã hỗ trợ cho Bùi Hồ có mặt ở tại đất Mỹ, là một cái chuỗi hành trình mà không thể nào quên. Và đây là một cái nhật ký rất là đáng nhớ, cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Còn bây giờ không nói nhiều nữa, trước khi chia tay thì Bùi Hồ cùng với vợ chồng anh chị sẽ đi vô trong ăn một cái nhà hàng Thái ha. Tại hôm trước này thì cũng ăn đồ Mỹ nè, Việt Nam nè, hôm nay thì ăn món Thái. Và cô bác anh chị biết là vợ chồng của anh chị cũng tặng cho Bùi Hồ một cái món quà rất là dễ thương, đó là những cái ly đựng nước, cái chai đựng nước á, đựng nước lạnh á, để mà trong những cái chuyến hành trình đi về những cái thăm những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì đó là những cái nó mang rất là nhiều kỷ niệm nha. Còn bây giờ thì thôi, chắc có lẽ là vô trong hả chị ha. Ok. Và bây giờ đây là một trong những cái nhà hàng Thái, must be Thai. Must be Thai. Cái cuộc chia tay nào nó cũng mang nhiều bệnh gịnh hả chị ha. Nhưng mà rất mong là sẽ gặp hàng lại. Hẹn gặp lại chị ở San Francisco, thăm nhà của chị luôn. Dạ, mong là chị có sức khỏe về Việt Nam thăm nhà em. Đây, nhà hàng Must be Thai. Can be a little bit more now. Okay. Của tụi nó đi. Ok. Này là chắc dâu quá. Này Việt Nam gọi là gì bon này, không phải. Đây là một ly trà Thái cô á. Người Việt Nam uống trà Thái trên đất Mỹ. Em mời chị mời anh nha. Vừa họ sẽ uống thử. Cái này Việt Nam có tên gì quên rồi ta quên rồi. Dạ, uống thử một miếng. Nó là loại trà bằng cái bông nhưng mà là nhà dầu. Ông uống bằng giấy luôn á, ông uống bằng giấy. Cái này giống như trà sữa Việt Nam á. Trà sữa. Việt Nam trà sữa. Cái này là trà Thái. Ông uống bằng giấy. Nhưng mà cũng ngon á. Ủa, anh em đi Thái chưa? Dạ rồi. Ủa nhưng mà đi Thái cũng có đó hả? Không. Cái đó là đặc biệt của Thái các bạn. Ok. Anh Vương đi thấy vui không? Đi đâu? Đi chơi về thấy vui không? Bữa nay hả? Dạ. Yeah. Yeah, vui. Mình có đi mấy chỗ đó chưa đi nữa. Yeah. Yeah, so it's fun. Đi
anh thích cái Google Store đó, pretty fun. Nó có nhiều đồ like quần áo, YouTube đồ chơi á. Với cái Pixel phone I like it too. Tính đổi. Yeah, yeah. Xong đi YouTube, xong đi Google, and đi Apple. Yeah. Chắc hết rồi ha. có chỗ nào nữa không? Đâu có còn gì nói tiếng nữa đâu. Yeah. Ở đây là thung lũng Silicon mà, nơi đây thì rất là nhiều cái tập đoàn công nghệ chị ha. Điện tử, điện tử rất là nổi tiếng luôn. Mà ngày hôm nay thì cũng hữu duyên thì Bùi Hồ gặp được anh với chị, đồng hành với Bùi Hồ chia sẻ luôn cái câu chuyện là chuyện tình cổ tích giữa đời thật. Em rất là ngưỡng mộ, rất là thích ngưỡng mộ anh với chị về cái tình yêu của anh với là chị. Không có hiểu. Anyone admire our love story? Oh yeah. Love story. Oh, thank you. Yeah. Hopefully we'll be good still. So. Anh nói là mong là hai người cũng vẫn vậy. Nhưng mà trải qua gần 10 năm rồi. 20 năm gắn bó bên nhau và gần 10 năm chị đã chống chọi với cái căn bệnh tật mà phải nói là chỉ có 4 ca duy nhất đó. Thì đó là những gì mà thời gian thì sẽ trả lời. Tuy nhiên qua gần ấy năm thì những cái câu chuyện mà anh chia sẻ đó, chị chia sẻ về cái những cái việc làm của chị dành của anh dành cho chị á, thì cô bác của chị hiểu được cái tình yêu của anh dành cho chị rồi ha. Và cái món đầu tiên ra rồi, cái món này là món gì hả chị? Của em là hồi nãy em order là thơm dâm súp. Thơm dâm. Thơm ghê. Chúng nó đem bún ra. Cái này là tôm sum. Tôm sum là một cái món rất là đặc trưng của Thái Lan. Canh chua Thái Lan. Ồ, ở đây là có 3 con tôm nha. Con nấm. Nước này nó cay cay ngon lắm. Dạ, nước đâu không nhá. Quay nước. Ok. Chị ăn món gì? Chị ăn hồi nãy order cơm với lại thịt vịt quay. Với lại hồi nãy em có order đu đủ. Ok. Tại vì khi mà đến Thái Lan đó là mình phải ăn đu đủ đâm với lại món tôm sum. Và ngày hôm nay thì những lần mà Bùi Hồ đi Thái á thì không có uống cái ly này, hôm nay được chị giới thiệu thấy nó cũng ngon. Cái này còn ăn là hủ tiếu, nó không có bún nha, hủ tiếu. Dạ, giống như sợi phở. Anh có cầm đũa được không chị? Được. Ok. Cái này là sợi phở chị ha. Ở Việt Nam là sợi phở. Thường thì sẽ ăn với bún nhưng mà ở đây sẽ ăn với sợi phở. Nhưng mà sợi phở thì cũng ngon mà. Cái món Thái này nó chua chua ngọt ngọt. Ẩm thực Thái thì gần gũi với ẩm thực Việt Nam. Bùi Hồ sẽ chan vô một ít. Kiểu ăn giống như là canh nhá. Một con tôm. Con phần còn lại là của chị nha. Chị muốn ăn, chị muốn ăn. Dạ. Chị muốn ăn, ăn đi. Nấm. Dạ. Mời cô bán kính chị thưởng nước món tôm sum của Thái Lan. Đặc sắc chị nha. Ngon anh. Ngon. Dạ. Giống như canh chua Việt Nam á. Ngon. Mua ăn món, mua đồ món. Dạ. Ăn thêm nữa không? Mua thêm. Ok, để ăn hết đi chị. Món này tuyệt vời lắm. Mỗi lần đi Thái Lan là phải ăn được món này. Dạ. Món này ở trong này có xả, có cay cay, cay cay, dạ, chua chua. Những người mà bị cảm ăn món này hết rồi. Đúng rồi. Dạ. Có xả nó giải nha, giải gì nè, giải cảm. Ok, tuyệt vời. Món vỏ cuốn. Mời em ăn luôn, ăn chung, chị order là ăn chung á. Đừng ngại ha, đừng ngại.
Cái này đi. Cái tờ spoon này nó có sức hơn. Con tôm nó tươi nha. Hả? Con tôm nó tươi kìa.